ngày 30 tháng 10, ông Tờ, Quỷ, Tờ, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thạnh Thắng cho biết vừa nhận được quyết định kỷ luật khiển trách của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Vĩnh Thạnh cho rằng, ông Tờ là Phó Bí thư chi bộ Phó Hiệu trưởng nhà trường nhưng thiếu gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cấp ủy viên, biểu thị ý thức tổ chức kỷ luật kém. Theo quyết định kỷ luật, vi phạm của ông Tờ làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, chi bộ và nhà trường. Sau khi nhận quyết định, ông Tờ cho biết sẽ khiếu nại, đề nghị xóa bỏ hình thức kỷ luật này. Ông Tờ giải trình việc chụp hình ảnh cá nhân là lý do riêng tư và việc tự đồng bộ hình ảnh cá nhân lên Google ảnh trong hộp thư điện tử của nhà trường là do tác dụng đồng bộ của máy tính bảng thông minh. Ngay sau khi chụp, ông Tờ đã xóa trên máy tính bảng. Bản thân ông cũng không phát tán, không lưu giữ, không chia sẻ cho người khác những hình ảnh cá nhân. Ông Tờ khẳng định mình không làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, chi bộ và nhà trường và không có biểu thị thiếu gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của người cấp ủy viên, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết đoàn thanh tra của Sở vừa kết thúc quá trình làm việc tại trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Thạnh Thắng và đang trong quá trình tập hợp tài liệu và sau đó mới có kết luận sau cùng. Việc thanh tra có nhiều mảng, nhiều nội dung và trong đó có việc ông Tờ bị lộ ảnh nóng. Còn việc ông Tờ bị kỷ luật là công việc của cơ quan đảng địa phương, ông Hùng thông tin. Hồi tháng 4, ông Tờ được hiệu trưởng gọi lên phòng làm việc và cho xem qua những tấm ảnh nóng được in ra giấy và kèm theo là biên bản có nhiều người ký xác nhận đã nhìn thấy hình ảnh trên hệ thống Google ảnh Gmail nhà trường. Ông Tờ xác nhận là ảnh của mình nên ký tên. Sau đó, ông Tờ bị lấy phiếu kỷ luật nhưng có 16/23 người không đồng ý kỷ luật. Sự việc kéo dài nhiều tháng qua vẫn chưa có kết luận, thông tin chính thức. Trước đó, hồi tháng 8 năm 2019, ông Tờ từng bày tỏ những hình ảnh bán nu đơ của cá nhân được ông chụp bằng máy tính bảng cá nhân ở phòng tắm của gia đình. Ông đã xóa ảnh đi nhưng không hiểu sao lại hình thành ở email của nhà trường. Về những tấm ảnh này, ông Tờ khẳng định ông chưa hề gửi cho ai, khi chụp ngừng đã có xóa một số tấm. Đó là những bức ảnh ông chụp nửa thân người phía dưới.